Vô lắc mà ăn hết luôn rồi. Tôi giờ đã tới Đà Lạt và đây là chợ đêm. Chợ đêm đó. Đây con mua gì? Không có rồi, không nha. Trứng nướng kìa. Ăn trứng nướng không? Ui dâu tây ngon quá trời luôn, dâu tây lắc. Tiếng không được cơ bạn. Dâu tây lắc mà. Chợ đêm Đà Lạt đẹp quá trời. Con muốn sao? Mua không có mua bong bóng. Bong bóng nhà mình nhiều không? Ê à, bao bơ không ăn à? Hả? Mua gì? Con muốn mua cái nào mà đáng mua thì mua, còn không thôi mua lung tung. Ui đẹp quá trời luôn. Có khách sạn ở trên đó nghe. Rồi em Thảo ơi, ngon rồi. Em để đó đi mua Đà Lạt, mua dâu về ăn. Chào Hoàng Dung. Em chào anh Hải nha. Chờ Đà Lạt. Mẹ con muốn mua luôn rồi. Nói gì vậy? Mẹ con nói nè. Hả? Mua gì? Bơ mua gì? Bao mua gì? Bao bơ mua quà gì? Bông gòn hả? Cái đó toàn đường không á con ơi. Mua lung tung. Kem bơ nè. Chả cá nhúng Hàn Quốc rượu vang. Wow. Penny chị chào em Huyền nha. Cô đó chị đi từ ngoài Quảng Trị vô á, xong tới Quy Nhơn ngủ lại một đêm. Rồi đi đường Đà Lạt về. Rồi chị ghé Đà Lạt luôn. Ăn trứng nướng gì không tụi con? Rồi đi. Wow, đẹp quá trời. Ừ, Na ơi, đi vô trong này, đi đường Đà Lạt, ơi ghé luôn. Linh, em, Linh mà hẳn con Linh dư lắm quá em á. Xe Linh nè. Ui, mau ống. Wow. Đặc sản Đà Lạt. Tôi muốn chơi con nét. Phải con nét không? Phải. Ồ, ghê ta. Gì vậy? Ông nào đây? Ông nào màu vàng đây? Cái ông con. Ông gì? Ông gì? Ông chưa bắt giới không? Chưa. Con khỉ. À con khỉ hả? Con khỉ hả? Con ớt. Wow, coi ớt nè, ớt bự chưa kìa, bao bơ. Bao bơ su. Đó. Ớt đó không có cay đâu. Ờ, đó không cay. Mẹ ơi. Vui chờ bán. Mẹ con ớt có cầm kẹo kìa. Con ớt nó cầm kẹo luôn hả? Ồ, tới đây mới nghe lệnh nè.
mới chán rồi, mình có ghé rồi luôn chị. Wow. Tha hồ mà ăn mà mua. Trời ơi. Bánh tráng nướng, bắp nướng rồi. Mình ăn bánh tráng nướng rồi. Con mẹ. Con mua cái này. Ăn thịt. Coi quả ớt kìa sung. Ôi trời. Con lai này bè táo ơi. Không rủ chị. Chị Hiền ơi, em đi từ Quảng Trị vô á. À, em ghé Quy Nhơn xong rồi. Em đi đường Đà Lạt về. Ừ, đi đó. Có dịp đi vô trong đi rồi đi nghe. Con đi rồi tao chờ mày đi. Mẹ. Ừ, sáng năm tao về. Coi giữ gì sức khỏe đây. Đi vô đây coi, vô đây coi. Ui, đẹp quá. Cơm tay khéo là. Em nên nên bệnh sầu riêng nghe. Ăn thử uống bệnh sầu riêng. Thôi. Wow, sữa đậu nành, uống sữa đậu nành đâu, bùm. Quá trời rồi ăn. Mập thu lưu lên mấy kỷ luôn. Ừ, bây giờ gặn thi đầu cái băng. Thôi trông chạy đòa luôn. Ơi. Chị chào. Á. À. Chị chào Á nha. Hello. Mẹ con muốn ngồi lại chơi một cái mà. Ờ. Đi coi xíu quay về rồi mẹ mua. Giữ gìn sức khỏe nha ná. Wow, đẹp ghê không? Từ xíu xíu mẹ mua xém luôn. Để đi coi đã. Ừ. Mẹ có đồ quay mà bon cười giống mấy giọng táo đó bon nợ đó tao đi chán rồi đó ở đây không khí mát nè mày cả chứ nè đi 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 bo mua gì bo ủ áo len này hả bo đồ nóng mèo bo thịt món quà gì bo mua gì con em áo len nhỉ. Miệng cái chi có thôi. Ơi. Mua gì? Đi đi. Đi 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 đi. Ê mẹ có đồ nắng con hả kìa. Ờ. Rất đẹp. Mua gì? Đồ chơi mẹ mua cho con đó rồi. Ở Đà Nẵng mua cho con đó rồi. Ông mẹ con làm mất. Ờ hay quá. Mẹ con muốn
bò bơ không rồi. Con đứng đây này. Rồi. Ở Đà Nẵng mua mẹ món quà đó rồi. Mua gì? Con muốn mua mẹ. Su mua rồi nha. Su mua rồi. Bơ bao mua gì? Con chưa mua mất ít mà mẹ. Bao đi đâu? Cái đó là cái gì ạ? Bơ với bơ mua cái gì bơ bơ? Ở bên kia nhiều hơn rồi bơ. Đi con kia mua thì có bên chủ á. Ở Đà Nẵng là mua một mớ rồi nha mọi người nha. Không, con chưa mua. Chưa mua thì giờ mua cái gì? Mẹ ơi, để có gì mà cho con đứng. Cái đồ bác sĩ con làm mất luôn rồi con. Để con tìm đâu ra con nó ấy nữa. Con muốn mua cái đó kìa. Mẹ cái đó đó. Mẹ, con muốn mua kìa. Mua cái gì? Muốn mua cái này. Con muốn mua. Con có cài bao nhiêu đâu mà mua. Nhưng mà con cài. Không. Quý quả nha mẹ. Quý lắm anh Lít ơi. Hàng nhiều không anh? Cái túi sách nè. Đà Lạt, ở đây là chợ Đà Lạt. Đâu? Anh. Có ba lô con không bác? À, ba lô con có rồi mà. Đúng không? Nhưng mà con cho bố mượn. Ba lô nó màu hồng. Đây coi, đi vô coi. Đi vô đây coi. Cơm gì bác? Để cái đó.
Chào gì lời yêu quý. Sung sướng quá chị gái tôi. Tôi chờ Đà Lạt rồi đây. Cái gì? Kẹp cài này với mình đấy. Đi. Mẹ không muốn quay lại cái chỗ này. Hồi nãy mua gì? Thôi đi bên này nhìn cũng được mà. Ôi rồi xíu nữa mình không có đi quay lại cái chỗ ăn uống hả? Em đi đường Đà Lạt đó chị, để về á. Và em ghẹ luôn. Chạy quãng đường dài á, và để cho chồng nghỉ. Nghỉ ngủ cái nào rồi chạy tiếp. Thôi mệt. Sao á tụi con? Mua gì? Rồi ok, vô coi đi. Con muốn mua cái nó nữa. Rồi vô coi. Quay trên mặt đồ tế con phải dưới đất. Ui chắc anh con quay dưới đất á. Hồi này chắc anh quay dưới đất á. Toàn đồ đây nè. Để anh xíu coi. Anh cầm nhau em. Gì 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 gì. Mẹ ơi con. Em chào chị đi Việt nha. Đây đây cả. Cái này mình muốn không biết đi đâu. Khi nào mà đi ra quê mình đồ luôn. Tụi mình có lần nhau. Để con qua bên đó được chưa? Nào bơm. Mẹ con đưa tay mèo. Chị vậy? Tay mèo đâu? Em kể em đi, em đừng có nghe em nói gì hết. Bùa cho nó có cái quay. Mua về và để vài bữa ra cưới. Em chào chị Thi nha. Em chào 8 người đang xem live. Mẹ, tôi đừng có gì em. Mẹ nhỏ kìa mẹ. Đây là chợ Đà Lạt. Mẹ xe của tôi dếp kìa. Trời xe lên nè. Không mặc ảo khoác mình được luôn á. Nè, đó. Dẹp đó. Nhớ cả nhiều nha nhiều. Cảm ơn dì Lời nghe. Cả nhà cũng nhớ nha, nhớ dì Lời, nhớ mọi người lắm luôn. Đây là dép giày. Đi 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 theo ba kìa. Ô, áo quần ở Đà Lạt nè. Rẻ chưa? Ai cái này đồng giá 100 rồi. Ô, coi ba đi đâu kìa. Này là 50. Ồ, đồ xi. Thôi đi. Ơi. Ở nhà mấy đôi dép rồi? Mấy đôi dép đẹp rồi chứ. Đôi dép nhà mừng đẹp. Với trời mẹ chú đen của tôi sắp của con nữa. Hay quá ha. Đâu có cho đem đâu. Đâu có cho đem đâu. Ba đâu. Wow. Ba. Con mua kỷ niệm, con mua cái này nè. Dễ thương nè. Không phải để làm kỷ niệm. Nó hoa mẹ. Đẹp ghê chứ. Hả? Mua gì? Em chào chị Thơm nha. Không, xấu số. Đó cũng giống với mình nè. Không. Ở dưới mình cũng có. Mua gì xếp về cho mệt. Em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị Thi. Chị Thi muốn mua món gì ăn Đà Lạt đó. Ở Đà Lạt không? Em mua cho nè. Đó.
đòi đòi. Con ra tụi con mua về chơi rồi. Chơi rồi bỏ à? Cái gì vậy? Ôi. Hả? Ôi giời. Cái này cục gì? Mua gì không? Ờ, cái đó dễ thương, cái này nè, mà một nặng xe. Mua về chơi có dây bỏ. Ôi mấy đôi dép dễ thương, dép lông dễ thương à. Dép gì mẹ, dép lông hả? Dép lông hả? Đó bên kia kìa. Đi qua coi dép lông nè. Coi dép lông kìa. À, dễ thương chưa? Rồi nặng quá. Dễ thương như này. Mẹ cứ mua. Này xem này. Đá dẹp này. Đi. Không, không mua đồ chơi. Xe 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 xe. Dì Thảo đang xem. Con muốn mua để chơi. Mẹ cho con đi theo ba nha. Không. Rồi ba rồi. Bơ đâu? Đi. Đừng đòi, đừng đòi, đừng đòi. Mấy đồ này ở dưới mình đây. Ơ, quả gì à, nhàn nhàn. Vui lắm gì ơi, vui lắm. Mẹ ơi, con muốn mua. Mua cái đó. Mua gì? Mua cái đó. Mua nào? Cái nào? Chị coi, cái nào? Con nào? Cái này dễ thương. Bao nhiêu một con rồi em? 60 luôn hả? Ơi. Mua rồi nha, mua rồi nha, chơi rồi nha. Cái này bo cũng có rồi nha. Có bơ hả? À, nhà con mua gì? Không, về dưới mình đi mua. Chắc rồi. Giờ đây con mua gì nè? Anh ơi! Nào bo. Có chụp được không? Không, nó chiếu chiếu cho vui không? Đây là gì? 30 cái viết à? Cái gì? Không biết, không biết, không biết. Bơ cái nào? Con chào cô Hương nha cô. Tụi con đang ở chợ Đà Lạt. Nhanh nha mọi người. Để bò đâu? Lấy bò đâu anh? Để bò đâu? Chơi được anh, chơi được, không có chơi được nữa. Bộ chơi nhỏ đâu. Mà cái gì vậy? Chơi cái gì? Đó là mấy chơi game vậy. À. Chơi.
cái nào? Mẹ giờ mẹ chọn coi con mới chọn cái máy. Có lấy không? Cái máy chơi game bao nhiêu vậy anh? Cái này 50, cái này 30. 50, 30 hả? 50 là đây à? Lấy loại này đi. Mẹ, con lấy cái này. Màu nào? Cái đó máy tính mà. Su có biết chơi game không? Dạ gì, giờ đi chợ rồi xong đi ăn lẩu đã, rồi xong mới đi ra quảng trường. Màu gì? Màu tím à? Màu tím hay là màu gì? Xanh lá hả? Su lấy gì? Su lấy con gấu đi, dễ thương nè. Hai like stick là hai. Mấy chục hai cho nè. Cái gì vậy? Cái gì hay nói cái gì mấy con gì? Đâu lấy đây đây giờ. Ở đây có con hổ hay con hồng không? Không, cái đó không phải đồ của con nít đâu. Ơi. Vải cũng con nít. Con này lại vải. Su lấy con nào? Chị vơ đi chị hai. Lâu quá rồi nha. Bo cái nào vậy? Ở đây mà có đồ con thích thì mua luôn đi cho khỏe. Rồi vậy thì đi ra. Bơi nào? Hả? Con đây. Mua cái gì cho chú đi. Su cái nào? Ba đứa coi lui coi lại mà không lấy gì hết á. Con sâu. Lấy hả? Là hai cái 50. Tụi con lấy gì? Con lấy cái mấy game kia đây không trả người ta. Nhi chào Mỹ Nhi nha. Cái này vui nè Su. Đây. Khóa giá rẻ bất ngờ luôn. Bao nhiêu vậy? 10.000 10.000 10.000 chọn đi con. 10.000 được không? Ô 10.000 nhìn 10.000. Mẹ. Rồi tụi con lấy cái nào? Tụi con lấy cái nào? Rồi đi. Ôi à, tụi con lấy thì lấy, còn con lấy đi nè. À, rồi con đi. Còn hay không là mẹ cũng biết đó nha. Tụi con thích cái gì? Đồ quay. Đồ gì? À không, đồ quay có rồi. Đi. Mà con chưa có chào Phượng nha. Tụi con mà cứ loang quăng là đi một mệt đi ra ngoài luôn ạ. Thích cái gì thì cứ mua đi cho rồi. Bò, lấy cái túi. Lấy cái túi mà. Bò, lấy cái túi kìa con. Mẹ con hết cái đó. Cái túi mà đi học á. Cái túi mà để mà đi học thế mà. Bỏ mấy cái quyển. Bỏ à, đây nè, đi từ đây. Kêu ba đi, kêu ba. Rồi em thu công á. Thôi cho thu công thôi. Ừ, đi đã đời luôn. Ôi nhìn chóng mặt lắm đó nha. Thôi đi về cho mình. Để con chọn. Đây nào, đây nè. Để con một xíu. Bao nhiêu cái này anh? Anh ơi. Để bao nhiêu đó nè. Cái nào mấy cái này bao nhiêu cái? Là cái nào ạ? Mấy cái này nè. Cái này là 50, cái này 40 ạ.
Cái nào? Ôi bóc ít à, nhà đi rồi con chơi gì với cái đó. Dạ, con đi về Long Khánh mà đi đường Đà Lạt á, là con ghé Đà Lạt luôn. Thì chào lên nha. Ờ đi đã đời luôn Phượng ơi. Đi cho tròn tháng. Nào, con nào? Này hả? Con này luôn hả? Thôi, đắt lắm. Dạ, sao con thích cái này hả? Bao nhiêu cái này? Mua mấy cái này nè. Cái này là 120 hả? Cái tường nhỏ nhỏ mà giữ cho nè. Cái thì mấy con là có 30, 40 Không. Cái đó đắt tiền mẹ, không có tiền. Không có tiền mua. Ủa mấy con em có cho em xem thôi. Cái nào quyền? Này. Con á hả? Con chơi hả? Nó chơi. Nó có là brand mua đi chắc con gái. Mở ra nó có. Đừng đừng có chơi mà chọc em mà. Nó sợ nữa. Này vui, này vui. Đây yêu vậy. Cho con hết cái này nè. 40 chị ơi. Con chơi này hả? Dạ. Đó, có hẹn ra cái chọc chơi này hả? Nhưng mà về móc khóa hả? Dạ. Vui. Này bao nhiêu chị? Anh ơi, cái này bao nhiêu anh? Này bao nhiêu anh? Mẹ. Bỏ bài đi, đây đây bán hàng à. Đó bao nhiêu? 40 à. 30 Dạ em bữa xỉ em bán làm kiếm được con hàng. Rồi bao cái nào? Mẹ cái này. Rồi. Rồi con cái nào? Bơ cái nào? Bao cái nào? Con cái đó hả? Cái đó bao nhiêu anh? Dạ 40 ạ. Để đại đi bó. Rồi lấy cái đó đi. Này phải không? Con thích màu này hả? Rồi hai cái 70 Không lấy con con đó. Con này. Nào. Cái nào? Máy tính nè, máy tính này cũng vui rồi. Đó. Ừ, cũng được. Máy tính nè. Con mấy con gấu này thì bao nhiêu? À, mua hai cái luôn. Con cái nào? Bơ cái nào? Đòi cái nào rồi? Được rồi. Bơ cái nào rồi? À, xu cái nào? Su đợi này. Su đợi cái gấu này hả? Gấu này hả? Con có dâu màu trắng dơ lắm đó Su ơi. Dơ lắm. Dơ. Nè gấu dâu đi. Gấu dâu. Nó muốn lấy gì lấy hồi. Lấy cái đại cho nó đi. Dâu hay trắng? Cái nào chỉ? Trắng hay dâu? Hay là khỉ? Khỉ nè. Khỉ này vui nè. Con này đi. Con này đi. Con là Su. Su. Con nào? Con này hả? Đây hai này. Con nào? Ủa nó thích màu trắng này thôi đây. Rồi 40. Ba cái. Bớt có cái cho mấy. Bớt một cái. Rồi 120. Vậy. Cầm ấy. Nhanh mẹ. Đi để mẹ trả tiền. Đi. Bước đi. Còn đi quét trời. Giữ đi từ nhà chơi. Cầm ra rồi cãi nhau nữa. Đâu có cãi đâu. Thôi chơi hồi về nhà có chỗ rồi chơi. Giờ con đứng ngoài đường không đâu chơi được đâu. Chơi được rồi ba. Thank you.
gì không anh chị? Cháu miếng phở bánh canh gà vịt lòng đồng giá luôn chị ơi. Đi đi đi. Ba mày là con chó thôi, cái bé thôi, đồ nước thôi, áo quần thôi. Thôi là thôi quá, cái quần kia đó mẹ chó chụp với chó. Lên thùng anh. À, quảng trường mà có cái gì xanh lá mà bự bự đúng không? Ừ. Mẹ con xé gì ra nha. Mẹ ăn cái đồ cho con. Ừ. Đồ gì? Mẹ thôi em. Áo quần nó không ăn không? Đồ này nó không có đẹp lắm mà đi về giữ nhìn thì nó mua xong mới về cái tủ á bà. Ghê quá bà. Sợ nó cắn. Thôi giờ là đi lui lại, chuẩn bị đi ăn rồi. Kết thúc like nha, bye bye mọi người nha.